trường các bạn, đến kênh cho xe đạp của các xe đạp và đúng không? Trong những thời gian gần đây thì mình đã giới thiệu các bạn rất là nhiều cái mẫu xe làm Nhật Bản. Và hôm nay tiếp tục mình có về thêm những chiếc như sau. Một trong những chiếc đó là cái chiếc xe đạp thể thao hiệu ô tô, mà cái hiệu ô tô này rất là nổi tiếng, là hiệu Cadillac của Mỹ. Hiệu ô tô Cadillac thì như các bạn xem là những phim Mỹ thì thường là hiệu ô tô cho cái tổng thống Mỹ đi. Thì bên Nhật Bản có một cái hãng chuyên làm những cái xe đạp hiệu ô tô này để bán cho ra thị trường. Đây không phải xe đạp của hãng Cadillac sản xuất, nhưng mà nó mua thương hiệu của cái hãng Cadillac. Như các bạn thấy là xe có cấu tạo bằng khung nhôm rất là chắc chắn, rất là nhẹ chắc. Trên trên đầu xe có logo của hãng y chang logo, có logo của hãng y chang logo của chiếc những chiếc ô tô ở trong bên Mỹ. Xe được cấu tạo bằng có cái cấu tạo vành 700C. Vành 700C bằng nhôm hai lớp. Lốp 700C đây là một cái dạng lốp mà thông số lốp rất là phổ thông. Với những cái xe đạp touring hoặc là xe đạp đua rất là dễ dàng thay thế khi mà khóc. Xe được cấu tạo bằng khung nhôm. Muốn biết thế nào là khung nhôm khung sắt thì các bạn lấy một cái miếng nam châm, các bạn đặt vào khung và khung nam châm không hít thì đây là khung nhôm. Đấy. Ví dụ tôi lấy ví dụ đây là cái dây bằng thép này thì nam châm sẽ hít, nam châm sẽ hít vào cái dây bằng thép hoặc cái đũa sắt này sẽ hít, nhưng mà đặt vào khung thì không hít. Chúng tôi ở đây là khung nhôm, nam châm không hít. Xe được trang bị 3 đĩa 7 lít đè tua lây phanh V. Các bạn thấy là đây có hiệu Cadillac và có tem đăng kiểm với công an của Nhật, của người dùng đăng kiểm. Cái tem này là tem đăng ký với cơ quan công an. Khi mà mình người Nhật mua một chiếc xe mới thì người ta phải đăng ký cái tem này. Nó mất vào khoảng 500 yên, tương đương với khoảng 100.000 tiền Việt Nam thì sẽ được sở hữu một cái tem như này. Xe gần như là hầu như là tất cả các bộ phận thì đều bằng nhôm, kim rất là nhẹ. Như vậy là mình đã review xong cái chiếc xe Cadillac. Nếu các bạn quan tâm đến những chiếc xe thể thao Nhật Bản khác, hãy like video để ủng hộ chúng tôi làm những video mới. Ấn đăng ký kênh và ấn hình chiếc chuông bên cạnh nó để như các bạn sẽ là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi chúng tôi có những video mới. Xin cảm ơn các bạn trong video, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.